โอเคสวัสดีนะครับนี่สวัสดีครับ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 ส
phong chỉ làm ấy nó về đại nhóm phổ video nó không khmer Cisco learning chứ nhóm nông do video đại nhóm bán phổ nó không khmer Cisco learning do về tại đại chỗ từ không channel là bọc QTutorial đại ok chẳng xem ra channel là bọc QTutorial nhóm tập tại bàn upload video tại tuôn chủ mối nâng Windows Server pipon đọc mối đại nhóm bàn tiếp trong content bài chỉ tổng chất mà rồi video ok nhóm bạn phổ về cho được căn QTutorial ok chẳng hay QTutorial QTutorial nó vì ở toàn miền net subscriber thế hay có ở toàn miền net view đấy ok chẳng xem đẹp ngày nay nhóm xung thuộc cam promo tích đã tung chỉ mỗi năng channel thứ mấy mà nhóm QTutorial lắm ok chẳng nào đó cái này ai chui cho tới chui cho tới subscribe nhận mỗi phong làm bài nè tao cái nâng tụ bàn video thay nó về đại nhóm upload cho tới căn khmer Cisco learning chẳng nơi lơ QTutorial cứ vi miền đại ok chẳng biết là nơi lơ QTutorial vi miền topic là all chuyện nơi con ông khmer Cisco learning ok chẳng lời xa ta bị muốn nhóm bạn đã ở channel chung mua tha khmer Cisco learning cứ như mẹ tao cái cách tha vi focus tới lơ tại Cisco learning cả tôi chuẩn bị nâng network ấy vậy ok chẳng mà tay nè con ông chạy sáng nè con ông chân này là bọc mà Cisco lên đến nước miền ở category cơ đồ chữ playlist tràn ok chẳng là bê đại nhóm thơ bị môn máu vi hiện nhẹ nhảy tích ok chẳng ở bê nâng nhóm mà toàn bàn cật tràn trong nhóm chạy tạo và cả bị tớ ok mà ta là vi miền ở dụ cáp hai chiếc tùng bay chân nam ấy ok chẳng nhóm có bàn bài channel một tiết đại miền trong một thang QTutorial này nằm bây nhóm thơ ca được trong video chỉ là cái này standard mỗi viên miền ở playlist trong tới hay viên miền quality đọc bài mình tham chỗ video đại nhóm phố nắng cứ cho bài hay quality này xem lấy có việc còn ba chiếc video đại nhóm ăn phố này không có mai Cisco lên đỉnh bình bình môn mai ok để sao ta dương improve với trả tôn cho mỗi nâng channel là không QTutorial đi ok chẳng nhóm bán phố video hai chiếc tông ha ta học sơ video ấy để tông năng Windows Server bị phần đập vào mũi hay nó không nâng nguyên miên ở trên đó xung quanh dập khăn trả hay đại nền tảng này trở vô về từ Anavort chắc đấy hay nâng ai vô về từ implement bản phong này ok chẳng còn phải chui like comment cái đứa chưa subscribe một lời cho nền mấy bao nhiêu phong hay cho nền chắc bỏ comment Cisco learning còn nền tảng này chui subscribe phong đấy cứ cho nền pin nó cứ Windows tại miền tầng bây giờ ok chẳng nhưng còn là thôi về tổ này cứ cho nhà đọc biết đừng tích thà mà Cisco learning hay là chú thủ rĩa cứ chia cho nè to là bao nhiêu tầng bì ok chẳng là đó cái này cho mà can cho nè bao nhiêu bán ok này cứ chia cho nè là bọc mà Cisco learning đại nhóm bán bảo vì phọc video đại nhóm miền ở vầy vầy đại thầm mấy nhưng mà phọc vì chụp thật nông cho nè được bán ok này cứ chia channel là bọc khmer Cisco learning chẳng khmer Cisco learning này tạo cái này miền ấy từ của bạn cùng cả rồi vì thế lời sao tạo vì channel này cứ miền subscriber hai chiếc tông phèm khê đấy ok chẳng dương về để dương sơi tới vì ai khởi nhé ok chẳng nghe sửa sửa này tạo cái đấy ok chẳng complete chui like comment cái đứa chia subscribe nữa lời channel là bọc khmer Cisco learning này phố đồng bây này tạo cái này tạo bạn là video thamay ok chẳng hay đợi lại xem mẹ channel mới thiết đại mình chung một tháng QTutorial này ok QTutorial này cứ chia channel thứ mấy để nhóm tập tài liệu cho bạn phải chuẩn bị về ngày thế ok chẳng nhóm bạn transfer tại tôi nâng video robot Windows Server bị phần là phần mới tầng ớt cho một căn channel nâng ok chẳng nhóm bạn một cách chụp playlist mới ok đại mình chung một tháng manage your Windows infrastructure with add to directory ok nâng nông playlist nâng nhóm viên nhóm bạn upload video và hai chiếc tôn học sập video ok học sập video
60 វីដេអូ ហ្នឹង ហើយ វា ប្រហែល ជា 60 វីដេអូ 59 វីដេអូ ហ្នឹង អូខេ ប៉ុន្តែ នៅ ក្នុង នេះ គឺ ពេល ដែល ចេញ intro ដំបូង គឺ វា នៅ ជាប់ intro របស់ Khmer Cisco Learning ឯង ដោយ សារ តា ខ្ញុំ បាន យក វីដេអូ នៅ ក្នុង Khmer Cisco Learning យក មក ដាក់ ចូល ទៅ ក្នុង QTutorial សិន ដើម្បី ឲ្យ មាន វីដេអូ នៅ ក្នុង នឹង សិន តោះ មក ទៀត ខ្ញុំ តា ពេល ដែល មាន វីដេអូ មាន subscriber ច្រើន ហើយ ខ្ញុំ នឹង ចាប់ ផ្ដើម ដូរ intro របស់ QTutorial នេះ គឺ ទៅ ជា ដូរ intro របស់ Khmer Cisco នេះ ទៅ ជា QTutorial វិញ សម្រាប់ ជា owner របស់ QTutorial នេះ វិញ អូខេ អញ្ចឹង ដែល like សម្រាប់ ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ ចង់ ឲ្យ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ជួយ like comment ក៏ ដូច ជា subscribe ទៅ លើ channel របស់ ខ្ញុំ ផង សម្រាប់ channel ថ្មី ទាំង channel ចាស់ channel ថ្មី អូខេ QTutorial QTutorial ហើយ នឹង Khmer Cisco Learning សម្រាប់ QTutorial អ្នក គ្នា ក៏ ចុច subscribe ហើយ ចុច rung ដឹង ចឹង មក អូខេ អញ្ចឹង អ្នក គ្នា ទាំង អស់ នឹង អាច ទទួល បាន នៅ video ថ្មី ថ្មី នៅ ពេល ដែល ខ្ញុំ ចាប់ ផ្ដើម ផុស នៅ លើ Khmer Cisco Learning អ្នក គ្នា ក៏ ឃើញ នៅ លើ QTutorial អ្នក គ្នា ក៏ ឃើញ ដែរ អូខេ ពេល ដែល ខ្ញុំ ផុស នៅ លើ QTutorial video ខ្លះ នៅ លើ Khmer Cisco Learning វា អត់ មាន ទេ អញ្ចឹង នៅ ពេល video ខ្លះ នៅ ពេល ដែល ខ្ញុំ ផុស នៅ លើ Khmer Cisco Learning អញ្ចឹង video នៅ លើ QTutorial ក៏ ដូច ជា channel របស់ QTutorial វា អត់ មាន ទេ អូខេ នៅ ពេល ដែល channel ខ្ញុំ ចាប់ ផ្ដើម មាន subscriber ច្រើន ហើយ ខ្ញុំ នឹង ចាប់ ផ្ដើម រៀប ចំ channel 2 ហ្នឹង ឲ្យ វា ដាច់ គ្នា អញ្ចឹង រៀប ចំ content ខុស គ្នា ទាំង អស់ អូខេ ដែល like សម្រាប់ ថ្ងៃ នេះ គឺ ខ្ញុំ គ្រាន់ តែ transfer video មួយ ចំនួន ដែល មាន នៅ ក្នុង Khmer Cisco Learning ឲ្យ វា ចូល ទៅ កាន់ QTutorial សិន ដើម្បី ឲ្យ មាន អ្នក view ក៏ ដូច ជា មាន អ្នក subscribe មាន អ្នក comment ឲ្យ បាន ច្រើន សិន ទើប យើង អាច move forward ទៅ មុខ ទៀត ចង់ មិន ថា យើង អាច ធ្វើ develop អី ថ្មី ថ្មី ទៀត នៅ លើ QTutorial នឹង អូខេ អញ្ចឹង complete ជួយ like comment ក៏ ដូច ជា subscribe នៅ លើ channel របស់ ខ្ញុំ ផង ទាំង channel ថ្មី channel ចាស់ ដែល មាន ឈ្មោះ ថា Khmer Cisco Learning ហើយ នឹង QTutorial អូខេ អញ្ចឹង បើ សិន ជា អ្នក ទាំង អស់ គ្នា មាន អ្វី ដែល ជា comment complete ជួយ comment នៅ លើ channel ថ្មី របស់ ខ្ញុំ ផង ក៏ ដូច ជា channel ចាស់ ក៏ បាន ដែរ ប៉ុន្តែ នៅ លើ channel ថ្មី អ្នក ទាំង អស់ គ្នា why QTutorial នឹង គឺ វា អត់ តាន់ ឃើញ ទេ ដោយ សារ តើ video ខ្ញុំ អត់ មាន អ្នក subscriber ហើយ អត់ មាន rank ណេះ វា អត់ មាន rank អី ច្រើន អញ្ចឹង វា មាន តែ ប៉ុណ្្នឹង ទេ អញ្ចឹង អ្នក ទាំង អស់ គ្នា អាច អូខេ ព្រោះ នេះ វា មាន អញ្ចឹង អ្នក ទាំង អស់ គ្នា អាច ចូល ទៅ ចូលទៅ subscribe ហើយ នឹង ចុច សញ្ញា កណ្ដឹង ក៏ បាន ដែរ អូខេ អញ្ចឹង ខ្ញុំ រៀប ចំ video ឲ្យ បាន ច្រើន ទាំង playlist អញ្ចឹង នេះ គឺ ជា video ដែល ខ្ញុំ បាន រៀប ចំ thumbnail ថ្មី អូខេ អញ្ចឹង តើតុង thumbnail នេះ គឺ វា និយាយ ទៅ វា ស្រស់ ស្អាត ជាង អ្វី ដែល ខ្ញុំ បាន ធ្វើ នៅ លើ Khmer Cisco Learning Khmer Cisco Learning មិន ថា ខ្ញុំ បានធ្វើ thumbnail ដែរប៉ុន្តែ គ្រាន់តែ thumbnail វា ខុស ពី អ្វី ដែល យើង បាន ធ្វើ នៅ លើ channel ថ្មី នេះ អូខេ អញ្ចឹង វា ខុស ប្លែក គ្នា តែ តោះ ទៅ រឿង thumbnail ឯង ប៉ុន្តែ ដល់ ពេល content គឺ ដូច តែ គ្នា ឯង ដោយ សារ តែ ខ្ញុំ យក content ពី Khmer Cisco Learning នេះ យក មក upload ជា tutorial នេះ អូខេ អញ្ចឹង វា ប្លែក ធំ ជា thumbnail ឯង អញ្ចឹង វា ស្រស់ ស្អាត thumbnail ណា វា មើល ទៅ វា fresh ដែរ មាន អារម្មណ៍ ថា ស្អាត អូខេ នេះ គេ វា គ្រាន់ បើ ដូច គ្នា ឯង បើ អ្វី ដែល សំខាន់ គឺ content គង់ នឹង ឯង Okay, អញ្ចឹង អ្នក ទាំង អស់ គ្នា អាច ចូល ទៅ ជួយ comment ក៏ ដូច ជា subscribe លើ channel ថ្មី របស់ ខ្ញុំ ផង ណា Okay, អញ្ចឹង អត់ មាន អី ទៀត ទេ បើសិន ជា អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ជួយ support ខ្ញុំ អញ្ចឹង ខ្ញុំ ក៏ មាន ទឹក ចិត្ត ក្នុង ការ ធ្វើ video ក៏ ដូច ជា បង្កើត video ថ្មី ថ្មី ទៀត ដែរ Okay, អញ្ចឹង អ្វី ដែល ខ្ញុំ ចង់ បាន គឺ ពី អ្នក ទាំង អស់ គ្នា គឺ គ្រាន់ តែ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ជួយ like comment ក៏ដូចជា subscribe មកលើ channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំផងហើយ channel ចាស់ក៏ subscribe ដែរទៅព្រោះខ្ញុំ develop video ប្រហែលជាខ្ទង់3ឆ្នាំហើយហើយខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនៅ subscriber របស់ខ្ញុំអ្នកនរគ្នាឃើញហើយខ្ញុំមានតែ 5k subscriber ទេចឹងអត់សូវមានអ្នកគេជួយ like comment ក៏ដូចជា subscribe ច្រើនទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញ subscriber ជាមួយខ្ញុំជួយឲ្យមើលតិចអូខេអញ្ចឹងប្រហែលជា 5.981k ទេអញ្ចឹងអត់មានច្រើនទេអូខេ
Okay, chẳng những cùng không thay nào, viên chủ support những phong nó lơ chuẩn này tutorial này, ở ban mười k subscriber mà không giờ pin mà khai ban mười k subscriber tới, tới nhóm miền hay một k subscriber hay nó bốn pon mong tới tự nhóm ai bán monetize ban đấy, ai bán lôi cả khác làm bậy, do viên màu bằng cả video thay thay xem đẹp này tóc thì sẽ tôn cho mỗi nâng Siano lịch mới chúng tôi đang nhung bàn đắng. Ok, chân ở quay lại dùm khánh cũng lấy chui like, comment, cái chữ subscribe này lên channel của nhung phố. Đồng bây từ tôi bàn này video tụi mày nè. Ok, tặng khmai Cisco Learning hay nâng QTutorial. Ok, chân video tụi ngày nhung mình tập phần nâng thế. Ok, chân xong một con trang, xong chung rịp lìa.